Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình quay cận cảnh cho các bạn xem một cái dây hàng Cuban phun đá. Đây là một cái dây nó có cái bản to ngang là 1/2. Đó, 1/2 và có trọng lượng là 2,4 cây mọi người nhé. Chiều dài là 50. Thì cái mẫu này thì nó là kiểu dây Cuban rất là đẹp. Mình sẽ quay nhé, quay cận cảnh cho mọi người xem. Đó, đẹp từ cái khóa luôn. Đá thì rất là sáng. Thì bạn nào mình thích cái hàng phun đá nhé. Đấy, bạn nào mình thích đeo cái dòng thời trang mà phun đá như này thì các bạn liên hệ với mình. Mình có một số mẫu để cho các bạn xem. Đó, bạn nào mình thích đeo tầm vừa vừa nhẹ nhàng thì các bạn tham khảo cái mẫu này. Đấy, đây là một cái mẫu mà mình thấy cũng khá là vừa vặn để cho các bạn mua hàng cũng như là các bạn đeo nhé. Đó, thông thường thì mọi người thích đeo cái dòng nó vừa phải. Đấy, bởi vì cái hàng phun đá này thì không phải là khách nào người ta cũng thích chơi. Và thường là mình đeo kiểu phong cách thời trang, cho nên các bạn cũng chỉ cần đeo nhẹ nhàng như này thôi. Và cái này là bản bên trong là nó như thế này mọi người nhé. Đó, cho nên là nó trọng lượng nó chỉ tầm độ hơn 2 cây thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem cái kiểu khóa này. Đấy, cái hàng Cuban ấy là người ta thiết kế khóa rất là đẹp mọi người nhé. Đó, thì đây là một cái sản phẩm hàng đá thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi, là các bạn dùng thì các bạn phải hết sức giữ gìn. Đấy, mình đeo nhé, mình mở khóa cũng như là trong quá trình mình sử dụng thì các bạn là nhẹ nhàng thôi. Đó, mình đeo những lúc mình chơi bời thôi mọi người nhé. Đó, nhưng còn đeo mà xuồng xã thì các bạn lên làm một cái bộ hàng trơn. Đấy thì mình đeo nó sẽ thay đổi nhau thì nó sẽ đẹp. Cái này thì nó còn có cả lắc tay mọi người nhé. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem cả lắc tay này. Đấy, cả lắc tay cả một bộ đẹp luôn. Bạn nào mình thích đeo cả bộ thời trang như này thì các bạn hãy tham khảo nhé, tham khảo cái mẫu này. Thì ngoài cái mẫu này ra thì mình còn có một số cái mẫu khác nữa. Các bạn có nhu cầu hàng phun đá này thì mọi người liên hệ mình để mình cho xem nhé. Thì cái nắp này thì nó chỉ tầm trọng lượng tầm hơn 8 chỉ thôi. Bạn nào mình size bé hơn hoặc là to hơn thì cái trọng lượng sẽ xê dịch một chút. Đấy, nói chung là cái hàng phun đá này là nó rất là đẹp, đeo sáng mọi người nhé, và rất là thời trang, sành điệu. Bạn nào mình có nhu cầu về sản phẩm bạc đẹp, hàng chuẩn thì các bạn liên hệ với mình. Cái sản phẩm hàng đá này thì thường mình làm 925 nhé, có 925 hoặc là 950. Đấy, thường là mình sẽ làm, nếu mà hàng đặt thì mình sẽ làm 950 cho mọi người. Đấy, thì bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn liên hệ mình qua cái số điện thoại là 0966 646460 mọi người nhé. Mình sẽ tư vấn, báo giá cho các bạn sao để cho các bạn đạt được một cái sản phẩm mà thực sự là ưng ý. Đó, thì hôm nay nó quay cận cảnh cho mọi người xem nhé, mẫu đeo trực tiếp luôn. Đó, rất là đẹp, thì các bạn nhớ liên hệ với mình và mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhé để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo, những cái video tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, một lần nữa là mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.